Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Rất là vui khi được anh Long rủ tới đây tham quan. Hello anh. Đây là những cái bằng khen thi ở nước ngoài, ở trên là trong nước. Ở trên mấy cái hồ màu đen đó là Quyết Long, còn ở dưới là có mối, người ta kêu là Phong Phú Long á. Cái lưng nó gù lên á. Lưng gù lên đúng này phải không anh? Đúng rồi. Long có chiếc xe thể thao cũng rất là đã ha. Tầng này là cái tầng dưỡng cá nha các bạn. Ai mà mê cá vô đây ngồi chắc dính rồi. Lòng anh tâm lý anh để bàn ghế sẵn cho ngồi ngắm. Ví dụ như những cái size này nè, bắt đầu là mình bắt đầu cho nó lên đèn. Double wing. Cái lưng nó cong á, nó giống như kiểu kinh á. Cá rồng á thì mấy con mà lưng nó gãy gãy như vậy nó gọi là kinh. Hello, mình là Nam Ngô đây. Ok các bạn, buổi sáng ngày hôm nay mình có mặt tại cá cảnh Hồng Anh số 168 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú Nhuận. Thì hôm nay rất là vui khi được anh Long rủ tới đây tham quan. Đồng thời anh Long sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách chăm sóc một bé cá cho thật là đẹp và mướt mắt nhất ha. Ok, mời các bạn theo mình nha. Dạ, hello anh. Ok các bạn, đi theo chân anh Long sẽ hướng dẫn cho chúng ta ha. Quá trời bằng khen luôn các bạn. Bằng khen cúp. Đây là những cái bằng khen thi ở nước ngoài, ở trên là trong nước. Còn mấy cái cúp ở của nước ngoài. Quá dữ luôn. Ở trên này là trong nước, cúp này là của nước ngoài hết. Quá trời giải thưởng. Này là đỉnh nhất ha anh. Cúp. Cúp đẹp quá ha. Này từ 27 tới giờ. Mấy cái này là mới này, mấy cái này của Indo. Indo. Nếu mà nói về cá rồng thì giờ quốc gia nào là mạnh nhất anh? Cá rồng chứ nó có hai loại khác nhau. Dạ. Quá bối thì Mã Lai là nó là mạnh, còn Quyết Long là của Indo. Dạ, Quyết Long Indo, quá bối là Mã Lai. Singapore giờ Singapore thì cá của nó ít hơn, ít chạy cá hơn nhưng mà nó cái cá của nó cao cấp hơn của Malai. À, nó hàng tuyển chọn hơn. Cá của nó đẹp hơn và nó mắc tiền hơn. Dạ. Quá trời dữ luôn, quá trời cúp, quá trời cờ. Ok các bạn theo mình ha. Đây là những nơi mà để mình bán mấy cái cá của nhập về. Dạ. Cá từ Indo, Mã Lai nhập về hoặc cá của Việt Nam. Dạ. Để sinh sản ra. Nhưng mà chủ yếu là cá nhập về. Để cá Việt Nam khi mà nhỏ nhỏ là người khách đặt cọc hết. Tới xa khoảng chừng 14-15 là mình giao hết. Dạ. Đây là hàng nhập hết đúng không anh? Ừ. Có mã số chip rồi luôn. Có số chip ở trên thôi. Các bạn số chip. Cái này được gọi là cấy chip trong cá ha, có cái máy quét một cái là định danh được luôn. Và giống như lần trước trong cái clip mà mình chia sẻ về cái thu hoạch cá rồng á, là mỗi con cá nó sẽ có cái certificate, có giấy tờ, có mã số chip ở trong đó luôn. Tên trại, tên đồ đầy đủ. Ở trên là mấy cái hồ màu đen đó là Quyết Long. Yeah. Còn ở dưới là có bối, ở cái hồ trắng ở dưới là có bối. Quyết Long quá đẹp. Thường thường là cá mình có ghi tên của trại cá, số chip này và giá tiền ở dưới. Coho Red. Đẹp quá, lên đèn lên rồi đẹp. Đây bên này là quá bối nè các bạn. Đây là quá bối của trại Singaro của Singapore. Singaro. Đẹp ha. Bây giờ bữa mình nói là lúc mà cá ở dưới cái hồ lớn mà để sinh sản á, nhìn thấy đã đẹp rồi, lên hồ này, lên đèn, lên đồ còn đẹp hơn nữa. Có bác Quyết Long rồi nhỏ, mấy cái này là của Indonesia. Dạ. Yeah. Cái này là của trại New One Red, nổi yeah. tiếng của... về Quyết Long á, nó nổi tiếng trên thế giới. Indo là nổi tiếng về Quyết Long. Ừ. Quá bối là Mã Lai.
Singapore thì nó cái cá của nó chất lượng hơn, nhưng mà nó ít trại hơn. Đất nó cũng nhỏ mà, nó không có chỗ đâu. Hồi xưa thì nó cũng nhiều trại lắm, nhưng mà sau này quân đội người ta lấy lại đất đấy. Thì nó ít trại đi. Đẹp quá. Ở đây cá nó có hai kiểu nuôi. Một loại hồ là hồ bình thường như vậy này, thì cái lọc tràn trên như vậy này. Người ta làm cái lọc trên như vậy này, thì nó dễ vệ sinh và nó có thể rút nước thấp xuống mực nước, mình rút bao nhiêu tùy mình. Dựa lỡ cá có bệnh ấy, thì mình hạ thấp nước xuống được. Còn một loại là nó làm theo công nghệ mới, thì nước nó lúc nào nó cũng đầy ở trên ấy. Nó phải làm, nó khó rút cái mực nước xuống ấy. Nhiều khi cá bệnh cái gì ấy, thì nó không rút được. Cái này thì cái lọc nó đơn giản thôi, mình chỉ để bùi nhùi thôi, tại vì hàng ngày mình thay nước mà. Cái hồ cá này của cửa hàng thì hàng ngày mình thay nước, nên mình chỉ cần để bùi nhùi thôi, để cho nó lọc thôi. Như nuôi cá rồng này mình chú ý cái nguồn nước nó quan trọng không anh? Nước thì nước đầu vào á, mình nên làm một cái lọc đầu vào. Nó có mấy cái cột mà bằng nhựa đó, nên trong nhà người ta hay dùng á, được lọc nước sinh hoạt á. Còn nó có hai loại kiểu hồ, một là kiểu hồ tràn trên như vậy. Một là cái hồ nó làm giống như vậy này. Thì cái lọc nó ở bên dưới. Cái lọc nó ở bên dưới vậy này. Thì cái này nó là nó, người ta gọi là hồ công nghệ mới á. Nó có mấy lớp đáy ở dưới này. Thì nước nó cứ luồn qua luồn lại ở dưới đây để cho nó sạch, lúc nào em thấy trong hồ nó không có cặp. Nhưng mà cái bất tiện của nó là cái mực nước này nó khó rút xuống được. Nó phải đầy như vậy, chứ còn nó rút xuống là nó hụt nước. Lúc nào nó không phải đầy vậy hết. Nên nhiều khi cá mà nó bệnh á thì khó xử lý hơn kia chút. Thì lúc nào cũng phải cho đủ thuốc vào hết mà cắm sưởi nó cũng phải cắm mấy cây sưởi thì nó mới đủ được. Có cắm cái sưởi trong này nữa hả? Không, nếu mà nước cá bị bệnh á. Cá bệnh thì phải sưởi để chữa bệnh á. Thì nó khó cho. Ở dưới này là mấy lớp đáy dưới này luôn hả? Nó có mấy lớp đáy thì nó hút, nó thổi luồng á. Cá rồng mình nuôi cộng đồng chỗ này cũng đẹp quá ha. Mấy con này nó không có đánh nhau được, cái miệng nó bị lỗi này. Này là đúng rồi. Cái miệng nó giống như mặt cười ấy, nó giống như lúc nào nó cũng cười. Mới để ý luôn. Bị lúc nào cũng chè hẻ ra. Nên nó không đánh nhau được. Chứ bình thường cá rồng mà nuôi cộng đồng nó cũng hay đánh nhau lắm. Hồi có con này miệng nó trong vòng ngoài luôn nè. Chơi cá rồng người ta cũng chơi những con mà có tướng vị nữa đúng không anh? Giống như vậy là con pha phu long mà giống như ở đây nè. Đó, giống như vậy là người ta kêu là pha phu long á. Cái lưng nó gù lên á. Lưng gù lên chỗ này phải không anh? Đúng rồi. Thì mấy con này thì nó mắc tiền. Con này thì bữa trước nó đi thi ở Indo, đi thi 2 lần nó đều được giải nhì. Hai cái giải nhì Indo. Cái này mỗi lần mình đi thi là mình đóng gói rồi gửi máy bay đi qua bạn. Hồi xưa thì nó thi trực tiếp ở bên đó, nhưng mà bây giờ nó thi online từ lúc dịch đến giờ đó. Là mình quay clip xong rồi mình gửi qua bên đó, giám khảo người ta chấm. Nó có giám khảo là chấm. Thi online cũng hay quá. Không giới hạn không gian luôn. Ở đâu còn thế giới thi được hết. Đẹp quá. Mình cái lồng bậy nó tím nữa. Đúng rồi, lên hình thấy hơi tím tím lên. Nó khóa cái máy rồi, chạy ra. Thấy nó biểu diễn cho. Dưới đây là cũng có bối của Singapore này. Quá bối. Anh trước con cái rồng nó có hai cái râu có nó dài không anh? Nó râu nó cỡ đó thôi. Cái râu của nó nếu mà nước mà đục á, nó dùng cái râu để nó dò đồ ăn. Giống như cái anten vậy. Nó cũng anten giống như dò đường luôn. Cái đằng trước cửa hàng em thấy có con đầu ngắn ngủn luôn không anh? Nên mấy cái cá rồng này nếu mà em thấy mình thường thường nó ở trong mấy cái hồ nước đục á thì cái râu nó lớn.
Dạ, đúng cái râu nó dài, còn nó nước nó trong hoặc là đèn nhiều á thì cái râu nó sẽ ngắn. À đúng rồi, hèn chi bởi nãy em mới thắc mắc, em nhớ em có gặp con râu dài lắm. Có con râu dài, có con râu ngắn, nó do cái môi trường sống của nó. Dạ. Nếu mà sống dưới ao á, nước đục á, mấy lần trước mà em thấy thu hoạch cả ở dưới ao á, là râu nó bự á. Dạ. Con càng dài. Đó, đó. Hai cái râu nó dài. Đúng là ngắm cá không biết chán luôn các bạn, nó rất là mềm mại lả lướt. Ngồi nghe ngồi chiêu dính luôn á. Ở đây thì cửa hàng mình có 3 tầng. Dạ. Tầng này tầng để bán cá, không tầng 2 là để chỗ dưỡng cá. Dưỡng cá. Cá ở nước ngoài nhập về hoặc cá trong trại mang về mình dưỡng ở đó. Dạ. Tầng 3 cũng bán cá. Dạ. Đây là lên trên nhà không? Dạ. Ok các bạn, tiếp tục lên tầng tầng 2 ha, này mới sảnh mới vô thôi, giờ lên tầng 2. Long có chiếc xe thể thao cũng rất là đã ha, rất là đẹp. Ở đây thì có mấy con pha phu long á, lưng nó gãy. Dạ. Con đẹp quá ta. Con này cũng lưng gù nè đúng không? Ừ. Ồ, cái vảy nó ánh lên phê luôn. Rồi coi cái con mấy con huyết hôm bữa mà bắt về không? À đây. Tầng này là cái tầng dưỡng cá nha các bạn. Đây. Cái này cá trên trại nhập về với lại cá của nước ngoài về là mình để ở đây. Này cá trên trại về đúng không anh? Bỏ trong cái tô này nè. Tay quay dưới đây và thấy cái nải. Mấy con cá mà mày ngâm ra một con nó mày cho nó ăn chục. Ăn được cái con à, dễ đâu. Cái noãn đó chính là cái thức ăn của mấy con cái nhỏ cá con nhỏ, này, cá bột này. Đó, thì nó lúc này thì nó chưa có ăn thức ăn ngoài đâu. Nó sẽ sử dụng cái dinh dưỡng từ cái noãn đó, nó rút vô con cá từ từ. Đó, con cá nó sẽ lớn lên. Khi tiêu hết cái noãn đó là nó. Ủa, sẽ mấy con ăn trong đây rồi. Mấy con hôm bữa ăn trong đây rồi, hôm qua ăn trong đây rồi. Các bạn. Cái noãn nó gần tiêu hết. Chắc rồi đó, không ghi vô. Rút vô hết rồi đó. Nhưng mà lúc này có con cá nó thấy nó ngọt ngang ngang rồi. Nó cũng chưa có đủ khỏe. Qua thấy mấy con rồi mà. Nước đang được được lọc, đảo chiều cho nên nó cũng xoay theo vòng tròn luôn. Hả? Có vẻ thấy ba chiều bảy nổi. Lơ lửng thả lỏng luôn. Ủa hello em. Ủa bình thường mình ở đây hả? Mình ở đây xong rồi hôm nào thu hoạch mới chạy anh chở hả? Dạ, đi nuôi ba con. À. Đây là mấy con huyết long hôm bữa này không được. Quá trời đã. Quá trời đã luôn các bạn. Đây. Cái này lớn. Này là cái ổ trứng mà mình tưởng là thu hoạch sớm á, tưởng ra. Đây các bạn nhớ clip trước con cái ổ huyết long á mà con cá nó mạnh quá, nó mình giữ nó không chặt, nó không đổ vô lưới được mà nó sổng ra ngoài đó. Xong mọi người phải kéo lưới lên đầu vớt những cái trứng này nè. Thì lúc đó là anh Long nói khả năng chết cao lắm. Vậy mà hôm nay may mắn quá nó nở, coi như hư có hai trứng ha. Ừ. Quá hay luôn. Cái này là mấy cái trứng mà nó nhỏ xíu hôm bữa chưa nở con á. Dạ. Còn cái xíu mà nó rớt ra ngoài mà mình bắt lại là mấy con bên đây. À. Con nước mấy cái trứng này là chưa có tượng hình cái con luôn á. Hên xui á mà cuối cùng hên quá. Rồi đây là cái bầy hôm bữa nè, mình bắt nè. Ồ bầy bữa mà hôm nay nó tiêu hết nãng luôn hả anh? À. Được tuần lễ chưa ta? 34 con.
ở tuần lễ 10 ngày gì đó là tiêu sạch hết mảng luôn à. Hôm bữa mình bắt là 11, hôm nay là 22, 23 gì á, mười mấy ngày rồi. Mấy ngày rồi. Này cũng quyết long anh. Ừ, quyết long. Đầu hơi ẩn ẩn đỏ rồi. Màu lớn quá trời. Còn mấy cái cá mà mình nhập về thì mình chứa ở mấy cái thùng này nè, để nó kiểm dịch xong, người ta kiểm dịch xong rồi mình mới được bán. À này, mình cá nhập về mình báo thú y lên kiểm dịch ha. Đúng rồi. Nè, mấy cá mà nhập về thì mình bỏ trong đây, dạ, mình dưỡng. Xong rồi khoảng chừng 4-5 ngày người ta tới, người ta kiểm xong rồi mình được bán. Dạ. Ừ, chứ mình không được bán ngay, bán ngay là người ta phạt. Dạ. Đó, cái cá này nhập của Singapore này. Như vậy nó đẹp quá. Cái của Singapore thì cái màu sắc nó tốt hơn. Dạ. Đây nữa này. Cái này của Singapore. Đẹp quá. Đúng rồi, Singapore nhìn nó chất lượng nó khác anh ha. Nó gọi là full helmet á, cái đầu nó cũng màu vàng luôn á. Dạ. Cái lưng nó màu vàng, cái đầu nó cũng màu vàng luôn. Cái này của trại Singaro của Singapore. Singaro. Mấy cái cá nhỏ nhỏ đây là hai bách của mình. Này là hàng nhà sinh sản ra. Còn cái này là huyết long mình nhập của Indo. Huyết long từ Indo nè các bạn. Huyết long này 16, 18 phân. Bây giờ của Indo nhập về cũng rẻ lắm. Loại một cỡ này 18 phân như vậy này là có 6 triệu 8 thôi. 6 triệu 8 hồi xưa nó phải 10 triệu. Dạ. Dạ, dễ tiếp cận hơn rồi. Indo là nổi tiếng về huyết long đó các bạn. Kế bên cũng đẹp rồi. Mấy con này cá lỗi. Lỗi à? Cá của khách người ta đổi lại. À. Cái gì? Cho ăn đi, cái nào hết trứng thì cho ăn đi. Cái này lúc mà nó chưa tiêu hết thì nó cứ thả lỏng cho nó trôi trôi vậy anh. Cái này cũng thấy ghét. Nó sắp bơi được rồi. Dạ. Yeah. Bây giờ cái noãn nó nhỏ lại á, thì cá nó tự nó bơi được và tự nó ăn được. Yeah. Chứ còn bây giờ thì nó vẫn còn đang còn ăn. Yeah. Cái màu vàng vàng là cái noãn của nó. Yeah. Cái chất dinh dưỡng nó giúp con cá lớn lên. Yeah. Đây. Ok, tiếp tục lên tầng 3 nha các bạn. Ui. Thì anh like quản lý ở đây. Dạ anh. Các bạn full helmet là nguyên cái đầu vàng luôn đúng không? Ừ, full helmet là cái đầu nó màu vàng luôn. Dạ. Cái lưng nó lên hết luôn. Cái này của Singapore. Singapore màu chất lượng tốt không? Ai mà bê cá vô đây ngồi chắc dính thôi. Lòng anh tâm lý anh để bàn ghế sẵn cho ngồi ngắm. Rui da ghép. Cá này nuôi thì mới đầu mọi người nghĩ là chắc nó khó nuôi lắm. Nhưng mà cá này thì nó dễ nuôi và nó thích nghi với môi trường rất là nhanh. Dạ. Cá mà bình thường mình một tuần mình thay nước khoảng chừng 1 đến 2 lần thôi. Mỗi lần mình thay chừng 20% thôi. Dạ. 20-30% thôi. Đừng có thay nhiều quá. Dạ. Nhiều khi nó bị sốc đó, hoặc là cái clo nó làm cái sốc cá đó. Mất vi sinh trong nước đó. Cái clo nhiều nó cũng làm cái cá bị sốc nữa. Dạ. Chứ còn bình thường cứ một tuần mình thay 1-2 lần, mà thay từ 20-30% thì cá không sao vậy. Mỗi ngày cho ăn một lần thôi. Nó cũng đơn giản. Dạ. Nuôi cá rồng này có cái điều gì cần lưu ý anh Long? Cho anh em lưu ý rồi. Nếu mà mùa lạnh á, dạ, thì nó thường bị nấm. Nếu mà lạnh mà ở ngoài trời á, dạ, nhiệt độ mà dưới 26 độ thì nó hay bị nấm. Dạ. Cá rồng thì nó chỉ bị cái bệnh nấm thôi, hoặc là xù bẩy thôi. Nếu mà trời lạnh quá thì nó bị
thì mình mùa lạnh nếu mà mình để ngoài trời thì mình nên cắm sưởi. Dạ. Chứ còn ở trong nhà như vậy thì lúc nào nhiệt độ nó cũng 28, 29 độ trở lên thì không sao hết. Là nói chung là ít có xảy ra bệnh tật gì đó. Ít xảy ra bệnh lắm. Dạ. Còn nếu mà nó bệnh nó nấm thì mình dùng muối. Hoặc là dùng tê cha hoặc nó có cái thuốc mà chuyên trị nấm của cá rồng là Melafix ấy, thế là được. Cá rồng này đơn giản, nó chỉ mấy một hai cái bệnh thôi, xù vẩy hoặc nấm thôi. Nói chung nó khỏe mà, nó cũng cá nguồn gốc khỏe mạnh mà. Mình cố gắng mình để ý đừng có thay nước nhiều quá, đừng có thay trên 30% nước là được. Vậy làm hồ cá rồng nè, rồi cách chăm sóc cá rồng nè, có cái điều kỳ gì cần lưu ý không anh? Ví dụ như là kỹ thuật thiết kế hồ, cách cho ăn làm sao đó để cho anh em newbie người ta đỡ bỡ ngỡ. Cho ăn thì một ngày mình cho ăn một lần thôi. Cá bình thường mình cho ăn một lần, cho ăn có thể cho ăn dế này, sâu này, rán này, hoặc là con ếch cũng được. Nhưng mà mấy con ếch con dế thì lâu lâu cho ăn một lần, không cần phải ngày nào cũng cho ăn. Thường thường em cứ cho ăn, anh ở đây cho ăn dế hoặc là tôm. Còn cá nhỏ quá mà cho ăn sâu thì nó hay bị trĩ. Nó bị nóng, nó bị sâu nó khô quá nóng. Còn mỗi ngày thì cách chừng 3 ngày thì mình thay nước một lần. Thay khoảng chừng 20% nước. Vậy là này cá rồng này nó không ăn cám gì hết, nó ăn 100% mồi tươi. Ăn cám nó cũng ăn nhưng mà mình phải tập cho nó. Cái gì cũng vậy, nó theo thói quen thôi. Con cá rồng thì nó loại ăn tạp mà, cái gì nó cũng ăn hết. Nhưng mà mình phải tập cho nó. Nhưng mà mồi tươi là tốt nhất ha. Nó thích ăn mồi tươi. Giống như mình, những người mình thích ăn gà thì cái kia. Đến lúc mà cho ăn cơm không đâu ăn. Em thấy người ta nuôi cá rồng có cho ăn mấy con rít bự bự nữa. Thì cái đó nó có cái công năng gì không anh? Người ta cứ đồn là ăn con rít nó lên màu chứ thật ra cũng không phải. Đúng rồi. Con rít nó có cái chất độc ở trong đó, có nhiều khi cá nó cắn cho cá sưng cả mặt lên, có con chết luôn vì con rít cắn. Chứ như cá lớn thì có thể nó ăn được, chứ cá nhỏ nhỏ thì nó khó ăn lắm. Rồi kỳ em nghịch dại, con rít nó cắn em cái sưng hành sốt luôn. Thường thường con rít mà em muốn cho nó ăn em phải cắt cái càng ở trên cái đầu nó đi. Cái trên cái gai ở trên cái đầu nó. Giống như cái răng Nó chích độc vô. Chứ nhiều con anh thấy có con bị chết luôn rồi, con cá rồng á. Nó cắn vô má con cá mà sưng lên luôn, có con chết luôn. Cái đó thì nó cũng không, kiểu như nó không có tác dụng gì lên màu giống như người ta đồn đâu. Nói chung là không thật sự cần thiết đâu mà. Nó cũng khó tìm chứ đâu phải dễ tìm đâu, dế là đơn giản nhất. Em thấy hồ cũng đơn giản quá anh ha, có một cái lọc đơn giản vậy thôi. Thì tất cả giống như hồi nãy anh chị em là hồ ở cửa hàng bán thì thường thường người ta chỉ làm cái lọc ở trên thôi, lọc tràn lên trên thôi. Và một cái máy bơm ở đó, nó bơm lên trên thì nước nó chảy xuống là đủ rồi. Còn về người chơi thì nhiều người ta cầu kỳ, người ta muốn nước ở dưới đáy nó sạch ấy, nó không bị phân, không bị thức ăn. Thì người ta làm mấy cái hồ công nghệ mới, làm hai tầng. Cái đáy ba tầng bốn tầng gì đó thì nó lúc nào nó cũng sạch hết đấy, nhưng mà cái tác hại của nó là nó không rút nước thấp xuống được. Mỗi lần cá bị bệnh là nó không làm được. Còn ở đây mỗi lần cá bệnh mình muốn rút nước thấp xuống mình rút cỡ nào mình rút là cá mới về. Thường thường anh em mà mua cá về mà chuyển đi ở xa về đi bằng máy bay ấy, thì lúc cá về nên để nước khoảng chừng 20 phân thôi. Xong rồi nó quen thì từ từ cứ mỗi ngày bơm lên 5 phân vậy đó, 2-3 ngày bơm lên 5 phân. Chứ đừng có để cái hồ mà đang nước ra 60 phân mà mang về cá từ máy bay mang về mà thả luôn vào trong đó. Nó dễ bị chúi đầu đó, cái bong bóng của nó đang lên cao, áp suất nó cao, đến lúc mang về thả vô hồ nước sâu là nó bị chúi đầu. Và có nhiều con nó không phục hồi lại được nếu mà mình không biết. Nếu mình để nước thấp thì nó dễ ngồi lên, nó hô hấp hơn đúng không? Nếu mà mình để nước thấp thì nó bơi bình thường. 2-3 ngày sau thì mình nâng nước lên từ từ thì nó sẽ quen từ từ. Chứ còn mình về và mình thả luôn vào cái nước sâu thì cái bong bóng của nó phình lên. Nó áp lực của nước nó làm cái bong bóng phình lên thì nó bơi chúi đầu như vậy này. Mà mình không để ý một thời gian là nó hư luôn cái bong bóng, nó cứ phình lên. Còn khi con cá bệnh mình hạ nước thấp xuống để nhằm cái mục đích gì ạ? Nó cá mà bệnh bị nấm thì nó cũng hay bị kiểu chúi đầu là cái thứ nhất. Cái thứ hai mình cho vào như vậy để cho nó ít dùng thuốc. Cái lượng thuốc nó sẽ ít đi, sẽ tiết kiệm cho mình. Và cái thứ ba là mình cắm sưởi nó sẽ nhanh lên cái nhiệt độ của nó sẽ nhanh lên theo cái nhiệt độ mình mong muốn. Nghĩa là thuốc mình cũng pha vô cái nước luôn. Đúng cho rồi. Nên mình rút cái lượng nước ít ra thì cái lượng thuốc mình cũng ít lại. Đúng rồi. Em hiểu rồi. Ở đây thì nó có đủ size hết, cá huyết long thì nó có size mười mấy phân, có size hai mấy, ba mấy. Còn mấy cá nhỏ nhỏ mà anh bắt ở trên trại về thì thường thường là anh cho người ta đặt cọc trước, khách người ta cọc trước, tới lúc mà chừng 2 tháng sau rồi nó ăn được, nó khỏe mạnh thì mình giao cho khách.
Với lại giống như bữa anh nói cái dòng gì đó là mình cũng phải nuôi lên để coi nó ra là bữa gì ta. Đúng rồi, thì loại nào vậy anh cũng sẽ để lại mỗi bầy khoảng chừng 5 con để coi cái màu sắc nó như thế nào. Dạ. Kiểm tra chất lượng lại. Đẹp. Rồi con này cũng độc đáo quá nè. Con này cũng con này nó bị nổi lưng đó. Đó lưng gù á. Nó nuôi lưng gù nhưng mà nó đang bị nổi lưng đó. Dạ. Nổi cái lưng ha. Ừ, nó bị nổi cái lưng á. Đúng rồi, ông nhìn thấy cái lưng, đó lưng nổi lên. Đó, cái bông móng mà nó phình á. Dạ. Nó bị nổi lưng á. Tại lúc mà mới về nó đi xa cái thả vào trong hồ nước sâu á, nó bị như vậy. Dạ. Bởi vì mỗi loài phải có một cái kinh nghiệm xử lý các bạn ha. Thì anh em mà nuôi cá thì biết rồi, thay nước thì đâu bao giờ mà thay 100% hồ. Thay 20% thôi. Để giữ lại cái vi sinh với lại cá nó không bị sốc nước mới. Với lại nước mới thì khi mình bơm vô nhiều clo quá không tốt cho cá. Này là mình bơm lên đây, hút lên đây rồi ở trên này có mấy cái bùi nhùi đúng để lọc cặn lại xong rồi chèn xuống rồi. Đây. Đơn giản, rất là đơn giản. Và mới chơi cá chỉ cần làm cái hồ như vậy thôi, người nó rẻ tiền. Dạ. Và nó cũng rất là đơn giản. Chứ còn nhiều người muốn làm hồ công nghệ mới hay hồ gì á, nhưng mà thật ra cái hồ đó nó cũng không có cái tác dụng gì hơn cái hồ này cả. Dạ. Và nó lại còn mắc tiền hơn rất là nhiều. Giống như cái hồ này em làm khoảng chừng 2-3 triệu là em làm được cái hồ rồi. Dạ. Còn cái hồ công nghệ mới nó 2-3 triệu rồi. 1m30 trở lên á là nó cũng phải 20-mấy triệu trở lên, 20 triệu trở lên. Kiểu hiện đại giờ mấy cái ống màu đúng không anh? Đẹp nó chung nhìn đó. Nhìn cho đẹp thôi. Nhìn đẹp. Nhưng mà nó mắc hơn rất là nhiều. Và đến lúc mà cá bệnh á, mình rút nước thấp xuống á, thì nó không rút được nước thấp xuống. Nó chỉ làm được 1 mực nước hoặc 2 mực nước thôi. Chứ còn cái này mình thích rút xuống bao nhiêu mình rút thôi. Cái kia xuống là nó hụt nước liền. Đúng nó rồi. Nó không hoạt động được. Hiện đại hại điện mà. Nhưng mà nhìn nó đẹp, nhìn nó nhìn kết nó cấu nó hầm hố. Hình như là cái làm gì? Cái diện tích của cái shop này của anh Long là phải nói là rất là rộng mà lại nhiều tầng nữa. Thì mỗi tầng đó là phải nói là rất là nhiều hồ cá, rất là nhiều cá đẹp cái, luôn các bạn. Hồ, mỗi tầng nó kìa, có cái chức năng đi. Bịt nó bớt lại thì nó chảy mạnh quá, chảy một hồi nó răng ra ngoài hết. Nhiều hàng đẹp, hàng đỉnh ha. Ồ. Lấy cái bông á, bịt bớt cái ống lại. Con này cá chê hết ta. Con này cá gì vậy anh Long? Nó kêu là cá mèo á. À cá mèo. Đây cũng là một khu dưỡng cá. Đứng. Alo. Khách hàng Singapore thấy màu tốt quá. Sao? Có gì không anh? Các bạn. Dòng cá Singapore. À, lâu quá anh cũng không chăm sóc nên bây giờ nó cũng không được như hồi xưa thôi. Đẹp. Còn mình nhìn cái đàn cá con này thấy rất là dễ thương luôn các bạn. Cực kỳ dễ thương không? Nói chung là mình là đó giờ mình cũng tại vì bây giờ nó nhìn nó chưa có nhìn thấy cá nó đẻ nhiều. Nó nhìn con cá mà nó có cái nỏ, cái lồng đỏ mà nó đeo đeo đây nè. Nhìn thấy anh đang bận việc một chút nha. Có gì ấn tượng luôn á. Anh đang bận. Mà nó lớn cũng nhanh đó các bạn. Cỡ này mười mấy ngày sau là nó tiêu hết cái nãng luôn rồi. Rút hết cái nãng rồi nó lớn hơn, phải gấp đôi á. Thì bữa mình có may mắn là được đi theo chân anh Long là thu hoạch ha. Con cá nó nhả từ trong miệng ra đàn cá con. Rất ấn tượng.
thì khi còn nhỏ nè, chúng anh Long anh bỏ vô vô cái tô, tại cái hồ này rất là bự, nhiều khi là tại vì lúc đó còn nhỏ nè, nó còn vướng cái noãn á, nó chưa có tự bơi được đó, thì chúng ta gọi là khoanh dùng cho nó trong cái tô này thôi. Này cũng còn thêm một tô nữa nè. Có bốn bốn số chín này, nó vàng khè, vàng khè luôn á. Này Singapore ha, đâu cái này ở trên trại mình á. Ồ, trên hôm trại bữa mà em coi đó. Ồ, anh mới bắt về hôm qua nè. Cá này cá bố mẹ nó của Singapore, còn mình nuôi đẻ ở Việt Nam. Dạ. Ừ, chất lượng cũng thấy đâu có thua đẹp kém. Đẹp hơn cá Malai luôn rồi. Dạ. Đây nó này. Quá đẹp bốn hồ. Hồi này cũng hàng mình luôn ha. Ừ. Ôi nãy mình nhìn mình tưởng hàng Singapore không á chứ. Bố mẹ nó của Sing á, còn dạ. Mình nuôi đẻ ở Việt Nam. Màu tốt luôn. Quá đẹp luôn. Hàng Việt Nam chất lượng cao, con chồng luôn, hàng khe luôn. Một con cá rồng đẹp á anh, mình sẽ đánh giá theo cái tiêu chuẩn nào anh? Cá rồng đẹp á, thì giống như em nhìn cái body của nó đều, cái body của nó mắt nó thẳng, nó không bị xệ. Dạ. Đuôi nó to, dạ. Cái đao của nó dài. Đao dài, đuôi to. Mà cái môi của nó khít lại á. Dạ. Miệng nó khép kín lại là ok. Dạ, dạ. Miệng người bị chè người ta không có thích. Dạ. Thế bạn môi là phải khép ha, khép kín lại. Cái đao á là phải dài, to. Đuôi to. Và con mắt nó thẳng, không có bị xệ. Đó là cái những cái đặc điểm để nhận xét một chú cá rồng đẹp. Thì bên cạnh những cái đẹp tiêu chuẩn á, thì nó còn có những cái gu, những cái sở thích tùy người. Những người thích những cái gu nó độc lạ, ví dụ như cái gù nè. Rồi có những cái lỗi mà độc lạ của người chơi sưu tầm, người ta cũng sưu tầm chơi nữa. Rồi màu sắc, những bé này là những cái màu sắc tốt nè. Dạ. Ủa anh, mấy cái đuôi rồi cái mấy cái đao đồ này nọ đó, là mấy cái đó là nó thuộc về cái tố chất của từng con cá hay sao anh? Đúng hay rồi. Là do cái cách nuôi dưỡng của mình sẽ làm cho nó đẹp lên. À, cái ví dụ như ở một con cá rồng á, dạ. Mình những cái tố chất, ví dụ như cái con nó có tố chất đồ vàng, những cái con này thường mình sẽ thấy từ nhỏ. Dạ. Khi mà mình thấy có biểu hiện nó leo lưng, biểu hiện nó leo đầu, thì những cái con đó thì đa số ở các trại họ sẽ giữ lại để hao vỗ nó lên đầu vàng. À, đầu vàng để phun. Còn như trong một đàn á, thì nó sẽ xuất hiện những cái con có tố chất khác nhau, ví dụ như có con càng dài, có con đuôi to, có con đầu mũ, có con râu dài, có con đuôi to, nhiều loại trong đó, cho nên mỗi con cá nó đều khác nhau về hình thức. Cho nên dẫn tới cái người chơi người ta mới thú vị. Ví dụ như người ta chọn lựa cái con này nó sẽ đầu mũ thì thường nó lớn lên nó thành hình như con dao, nó rất là đẹp. Còn người ta chọn lựa những cái con mà độ leo ánh kim cao, ví dụ như một con mà tổng hợp hết vô là vừa đầu mũ, vừa càng dài, vừa đuôi to, thì cái đó là nó là những con độc siêu phẩm mà, siêu phẩm, phẩm à. Thì thông thường thì ta chỉ chọn được trong một đàn thì người ta chỉ chọn được một con, ví dụ con đầu mũ là ta thích đầu mũ, là chơi đầu mũ. Con đuôi to càng dài người ta chọn con đuôi to càng dài. Còn nếu như mà dồn hết vô một con thì nó sẽ thành siêu phẩm. Thì vẻ đẹp của con cá rồng á thì nó đẹp ở cái chỗ là bộ vảy. Cái body, hình dáng, đuôi càng, mắt, môi, râu, đó, tất cả những cái bộ phận đều phải hoàn hảo. Ví dụ râu bình thường thì râu dày, còn râu hướng thiên thì có những con nó hướng thiên, nó hình chữ V. Thì nó chỉa lên những cái con nó rất là đẹp. Rất là đẹp luôn. Những cái con đuôi to càng dài, hoặc những cái con màu sắc tốt, ví dụ như ở đây như trong bầy này. Mình nhìn thấy nè, những cái con này, ví dụ như cái con này đầu nó thấp hơn, cái lưng nó cao hơn nè. Thì chúng ta cái con này khả năng nó lên đầu mũ rất là cao. Thì những cái cá rồng đẹp thì nó sẽ lên từ đầu muỗng, là những đầu muỗng là cái đầu nó hơi lõm xuống rồi cái lưng nó gù lên. Đúng rồi, cái lưng nó gù lên.
có hai loại muỗng, một cái loại muỗng là cái lưng nó gù lên vậy, yeah. Và một cái loại muỗng là cái đầu nó dỉnh lên vậy. Ồ, vậy cái này chắc dữ hơn đó. Cái này nó dữ hơn. Yeah. À, thì cái khi mà mình chọn được những cái con mà lưng cao mà đầu dỉnh thì ok, những con đó tuyệt vời. Yeah. Ừ. À. Hay quá. Đó, thì cái đó là do cái chọn lựa. Còn về màu sắc thì đó thì nó leo. Ví dụ như cái bài, những cái bài này là bài của chạy mình về nè, chạy mình nuôi lên nè. Thì chất lượng bố mẹ nó là chất lượng của dòng sinh. Dạ. Cho nên chất lượng nó ra là tốt, ánh kim nó sáng, nền màu nó vàng ha. Dạ, quá chất lượng nó vàng, nó chất lượng, chai đuôi nó lên ha, lưng nó leo. Ở size này á, mình nuôi ở đây á, thì là mình không có dùng thuốc, cho nên cái độ mình thấy những cái con, có những cái con nhỏ xíu mà nó leo cao, leo qua lưng luôn, thì cái đó là thông thường cái hàng đó là hàng ta dùng thuốc nhiều. À, còn cái hàng nhỏ của mình là cái độ leo nó thấp hơn, nhưng mà cái ánh kim nó rất là sáng. Dạ. Khi mà dùng thuốc thì ánh kim nó yếu đi. Dạ. Chứ nó, nếu mà dùng thuốc rồi chắc là nó sẽ có cái gì đó nó lệ thuộc luôn đúng không anh? Đúng rồi. Ngưng dùng một cái là nó tột luôn. Dạ. Đúng rồi. Ok, mình thích chơi hàng riêu thôi. À, chứ còn hàng này nọ vô là không thấy. Đúng rồi. Đó thì ở đây thì nó có nhiều ví dụ như những cái bài này là những cái bài mình về là chuẩn bị để xuất bán nè. Cho nên mình về bắt đầu mình chọn lựa lại. Ví dụ như những con đẹp. Ví dụ như những cái con này cái bản ngăn cái đầu nó lên có sọc 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 vàng á. Dạ đúng rồi. À, những cái con đầu sọc sọc vàng á thì cái khả năng nó lên đầu vàng rất cao, ví dụ sọc. Đúng rồi. Thì từ những cái sọc vàng cho đó đầu nó lan ra. Đúng rồi. Nó gặp mình nuôi tốt, điều kiện thay nước thường xuyên, ánh sáng đủ thì cái đầu vàng nó nổ dần, nó lan ra dần kín giống như con kia. Còn nếu như mà gặp điều kiện xấu thì nó sẽ đen lưng lại. Có nhiều con nó lưng nó đen mình không thể leo được nữa. Dạ. Hoặc những cái con mà nó còn vẫn có bông trắng trắng sáng á thì khả năng nó leo là nó cao. Dạ. Thì trong bài mình nhìn có con vàng nhiều, có con vàng ít, chứ không phải con nào nó cũng vàng giống nhau đâu. Dạ đúng rồi. Nên anh em con kia nó cũng đen, nó cũng có hàng ok hơn. Anh em mà chọn lựa thì nó là vậy. Những cái con ví dụ như ở bài, những cái bài này nó cũng vậy ha. Dạ. Nhưng mà ở dưới chắc nãy coi mấy cái bài size nhỏ thì đó, đi size nhỏ rồi. Thì mình sẽ vú nó ở trong cái cỡ này. Dạ. Trong cái hồ trắng đèn nước, thay nước thường xuyên cho ăn thì cái độ leo vẫy nó sẽ cao hơn. À. Ừ. Tại sao cái con nhỏ thì mình phải có mấy cái miếng dán này vậy? Miếng dán này để phòng ngừa cho nó sảy mắt. Sảy ví dụ mắt như trong môi trường bình thường á, cá ngoài thiên nhiên thì nó bơi dưới ao thì hai con mắt nó nhìn hai bên. Dạ. Còn trong môi trường hồ kiến thì con mắt bên đây nó chắc chắn là cái dách rồi. Dạ. Ở đây nó chỉ nhìn ra, nó nhìn riết, nhìn cái con nào nó sẽ yếu cái con đó. À. Thì ở size nhỏ thì nó yếu thì nó dẫn lên lớn lên nó dễ xài. À. Còn nếu như mà mình giữ cứng được cái size đó thì lớn lên nó đỡ sợ hơn. Ồ. Cái này là để mà bảo vệ mắt của cái những cái con cá con ha, còn nhỏ nó giữ. Tới lúc mà nó lớn rồi nó cứng cáp rồi nó sẽ khó rớt hơn anh. Cái càng lớn thì cái tỷ lệ sậy nó càng thấp nếu như mình giữ cho nó chắc được ở cái size nhỏ. Dạ dạ. Đó các bạn. Nói chung là nuôi cá rồng thì không hề khó giống như nãy anh Long chia sẻ là giờ. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải biết những cái kỹ thuật, những cái kỹ năng để mà phòng ngừa những cái tình huống xấu nó xảy ra ha. Anh với lại cái đèn để sử dụng nuôi cá rồng thì nó có gì đặc biệt không anh? Và nó có cái tác dụng gì cho con cá? Đúng rồi, ở cái con này rất là hay ha. Dạ. Ví dụ như ở size nhỏ đó thì chúng ta chỉ cần một cái đèn nhỏ để cho nó làm cho cái nguyên cái hồ nó màu trắng. Dạ. Để bắt buộc con cá nó tiệp theo cái màu trắng. Dạ. Thì nó leo vậy. Dạ. Còn nếu như mà mình ở size nhỏ mà mình để đèn cái này nó gần quá, khoảng cách từ đây xuống gần quá. Dạ. Mình dùng cái đèn nó quá mạnh, ví dụ như ở đây mình dùng cái đèn thường thôi. Dạ. Thì nó sẽ leo từ từ theo năm tháng. Dạ. Còn nếu như mà mình dùng cái đèn 6.500 kelvin hoặc là 10.000 kelvin đổ lên. Dạ. Thì ở size nhỏ này nó sẽ làm cháy mấy cái vảy trên lưng. Dạ. Nó có môi trường trắng rồi, nó sáng, nó bắt đầu nó leo rồi, nhưng mà nó gặp ánh sáng mạnh quá nó cháy cái lưng nó đen. À. Thì nó dẫn tới là nó độ leo vảy nó sẽ kém đi. À. Cho nên ở size nhỏ, size có khoảng như nhầy của mười mấy hoặc là dưới 20 thì thông thường sẽ dùng những cái đèn nhỏ. Đèn nhỏ. Đèn nhỏ là nó cảnh bao giờ thông số kỹ thuật nó là đèn led gia dụng bình thường. À, led bình thường thôi ha, đúng rồi. Còn nếu như mà mình muốn mà nó vàng lên ở size lớn lên 20, 22, 25 gì đó. Dạ. Mình muốn nó vàng lên là mình chỉ cần qua một cái đèn thủy sinh đèn 6.500 kelvin hoặc đèn 10.000 kelvin. Dạ. Cũng cố gắng tránh xa cái lưng ra một chút. Dạ. Mình tán xuống giống như ánh nắng mặt trời vậy đó. Dạ. Thì xuống nó làm cho con cá nó vàng lên liền. Dạ. Dạ. Ở size nhỏ thì nó chỉ cần leo, ưu tiên leo. Dạ. Lên size lớn thì chúng ta mới bắt đầu dùng đèn để cho nó vàng. Dạ. À, nó vàng, lúc đó nó vàng nó sẽ bóng sáng rất là ok các bạn. Một cái kinh nghiệm rất là hay cho anh em mà newbie mà chưa có hiểu rõ lắm ha. Thứ nhất là về cái size nhỏ thì chúng ta sử dụng cái đèn led bình thường, chỉ cần cái ánh sáng đơn giản bình thường thôi đúng không anh? Đúng. Mục đích là để cho
cái vẫy nó leo lên đó. Tuy nhiên là cái điều lưu ý là cái khoảng cách giữa cái đèn với lại cái mực nước thì nó đâu đó tầm khoảng 30 cm, 30-40 cm, 30-40 cm. Nếu chúng ta để gần quá thì nhiều khi nó bị cháy cái lưng luôn. Đúng rồi. Còn khi lớn lớn thì chúng ta sẽ sử dụng cái ánh sáng mà có cái cường độ cao hơn để giúp cho cái vẫy cái màu sắc nó vàng hơn. Đúng rồi. Rất là hay, đó là cái cách dùng đèn ha anh em ha. Nhưng mà cũng đơn giản dễ hiểu chứ không có gì phức tạp hết. Được. Nó ví dụ như những cái size này nè, bắt đầu là mình bắt đầu cho nó lên đèn nè. Yeah. Lên đèn để cho nó bắt đầu nó vàng. Hiện nay nó chưa được vàng. Yeah. Mình nhìn thấy nó chỉ trắng trắng thôi. Yeah. Nhưng mà mình sử dụng đèn double win, đây là cái đèn hiệu quả nhất ha. Double win. Cái đèn này là đèn giống 6.500K. 6.500K đó. Rồi, đó. Nó giúp cho cái con cá nó sẽ được vàng hơn theo thời gian. Ví dụ mình làm trong đây trong vòng 3 tháng là nó sẽ vàng rực luôn. Khoảng bao lâu một tháng ha? Cái con cá rồng đó nằm trong cái hồ mình để càng lâu nó càng vàng. Dạ. Vàng nó cứ mức độ ok được rồi thì mình bán. À dạ. Nếu như mà người nuôi thì cứ có cái thùng vậy thì cứ để có thể nuôi nó suốt đời trong cái thùng này, tại vì mỗi ngày nó mỗi vàng hơn. Dạ dạ dạ. Mỗi vàng hơn. Ok. Vậy là cái ánh sáng nó cũng rất là quan trọng tới cái độ đẹp của con cá đó các bạn. Đúng rồi. Nhưng mà cũng rất là đơn giản. Dễ. Đẹp quá. Ủa anh, về con cá hồi nãy mình có nói là những cái tiêu chí đẹp của nó. Ừ. Rồi có người thích gu này, người thích gu kia. Ừ. Nếu vậy thì bây giờ cái con cá mà được nhiều người ưa chuộng nhất thì nó có cái hình thể như thế nào anh? Đa số người ta sẽ thích đầu mũ. Đa số thích đầu mũ. Tại vì đầu mũ nó như con dao vậy. Dạ. Yeah. Nó gục xuống, nó lên, yeah. Nó giống vậy thì cái nó sẽ uy nghi, nhìn nó sẽ bậm trợn hơn. Dạ. Yeah. Còn cái đầu đạn là cái đầu nó suông vậy, hai cái đầu nó suông vậy. Dạ. Yeah. Thì cái đa số người, nhưng mà đầu mũ thì sẽ tỷ lệ nó rất là thấp trong bầy vậy, rất ít trong bầy. Dạ. Yeah. Đa số nó lọt vô dòng quyết lông là nhiều ở cái đầu mũ. Dạ. Yeah. Còn dòng bối thì cái đầu nó là đầu bình thường thôi. À. Còn quyết lông thì đầu mũ nhiều hơn. Đầu còn mũ con bối tỷ lệ đầu mũ nhiều hơn chứ không phải là tất cả. Dạ. Yeah. Tỷ lệ nhiều hơn. Quá hay. Với lại cái đầu mũ đó nó có tính di truyền không anh? Di truyền. Nếu như mình chọn được bố mẹ mà đầu mũ, nó không phải là 100% tuyệt đối. Dạ. Trong đèn nó ra cái tỷ lệ đầu mũ nó sẽ cao hơn là chính cái con mà không có đầu mũ. Dạ. Anh hiểu rồi. Nếu vậy nó cũng có tính di truyền các bạn. Trong lai tạo là chúng ta có thể chọn lọc ra những cái con đẹp có cái hình thể nó bắt mắt cho chúng ta lai tạo với nhau để tạo ra nhiều siêu phẩm hơn nữa. Đúng rồi. Dạ. Rất là hay luôn. Những cái chạy mà lâu đời, những cái chạy mà lâu năm á, dạ. Thì thường những cái có cái chạy đó nó nổi tiếng rất là lâu rồi thì anh em sẽ hiểu được là người ta đến chọn lựa bố mẹ sau nhiều đời người ta chọn lựa chăn nuôi rồi. Dạ. Thì những cái chạy đó rất là nổi tiếng tại vì cái dòng họ chọn là những cái dòng anh em mình yêu thích. Dạ. Rồi thả xuống lại thì cái dòng cái chạy đó nó có lâu năm. Dạ. Cho nên cái được quyền cái sự chọn lựa của họ nó cao hơn. Dạ. Còn những cái chạy mới thì họ sẽ mua cái giống về thì sau đó họ mới chọn lựa qua nhiều đời. Dạ đúng rồi. À, nói chung là cái gia phả kia là đúng rồi. Một cái gia phả hiển hách. Đúng rồi. Thường thì các chạy nổi tiếng á, dạ. Nó nổi tiếng là lý do nó được tồn tại bao nhiêu năm. Dạ. Đó là có thể là 3-4 đời, đời ông nội, đời cha, đời con, bây giờ bắt đầu là đời cháu rồi. Thì những cái chạy đó thì chất lượng cá nữa. Ok, quá hay luôn các bạn. Mình cũng mong muốn cái farm mình nó nhiều đời, truyền nhiều đời luôn. Ừ. Quá là hay. Này là như leo vàng rồi đúng không anh? Đúng rồi. Cái đó là cái hiện tượng vàng, mình nhìn nó hai tay bơi, mình thấy nó hai tay bơi nó vàng không? Dạ. À, cái đầu chóp tay bơi nó vàng, là cái cá nó đủ đèn ha. À. Nó bắt đầu nó vàng. Quá đẹp. Ở đây nước cũng mỗi ngày mỗi thay ha. Đa số là mỗi ngày mỗi thay. Dạ. Với cái nền màu của anh, cái nền màu nó có ảnh hưởng gì tới con cá? Có chứ. Dạ. Cái nền màu là giống như một con cá mình nuôi trong một cái môi trường trắng hoàn toàn thì dạ. Nó sẽ leo vẫy tốt hơn. Dạ. Và một con cá mình nuôi trong cái nền xanh. Dạ. Hoặc nền đen thì cái độ leo vẫy nó sẽ thấp hơn. Dạ. Cái đó là nó ở trong giai đoạn nhỏ mình muốn nó leo vẫy cao thì mình cho nó vô hồ trắng. Dạ. Từ nhỏ thì nó sinh ra và nó lớn lên trong cái môi trường trắng. Dạ. Thì cái tỷ lệ leo vẫy nó cao hơn một cái con sinh ra và lớn lên trong cái môi trường đen. À. Độ leo vẫy là ví dụ như leo hàng 4, hàng 5 hoặc hàng 6. Dạ. Là nó leo sáng hết như một cái lưng luôn. Dạ. Những cái con đẹp thì nó leo sáng hết cái lưng, còn cái lưng mà cấp thấp hơn thì nó leo chỉ hàng 4, hàng 5 thôi. Dạ.
Vậy cái nền xanh này dùng cho cá nào anh? Hay là nền xanh chủ yếu dùng cho huyết. Huyết. À, và xanh với đen là dùng cho huyết. À, xanh còn với đen. Dòng kim long là kim long gồm có kim long hồng vĩ, cao lưng hồng vĩ, hai bách, bạch Malaysia, ngôn quá bối 24K 49 là cầu vàng. Thì những cái dòng đó nó nằm trong phụ trạch là ưu tiên. À. Mà điều đặc biệt là cá rồng tên rất là đẹp ha các bạn ha. Quá bối 24K rồi đầu vàng nó tung rồi. Nghe là thấy tên là thấy luxury. À, tại vì cái theo cái màu sắc của nó thôi. Ví dụ như 24K thì nó vàng, còn quá bối thì nó chỉ leo hàng năm. Ví dụ như 24K hoặc là quá bối full helmet thì nó leo tới trên đầu. Dạ. Hoặc là full gold thì nó leo lưng đó. Dạ. Ví dụ vậy. À. Những cái tên rất là ấn tượng luôn. Còn nuôi con huyết long á, mình có cần chú ý cái gì để cho nó lên màu tốt nhất không anh? Thì cái trong cái con huyết long á thì yếu tố chất lượng là yếu tố hàng đầu. Dạ. Rồi sau đó tức là cách nuôi. Dạ. À, ví dụ như khi nữa mình chọn được một con cá đẹp rồi mà mình nuôi đúng phương pháp thì tỷ lệ lên màu nó sẽ cao hơn là mình nuôi không đúng. Dạ. À, huyết long thì nó thích hồ rộng. Hồ rộng. Cá nhỏ nó thích hồ rộng. Và cho ăn đầy đủ, đừng cho ăn lúc đói quá lúc no quá, nó dễ dẫn cái trường hợp nó chìa chề cái bỏ. À, mình cho ăn cái mức 70% của nó thôi. 70% thôi. Hôm đó nó ăn 10 con dế thì hôm sau mình biết con nó 10 con dế rồi, no mình ăn 7 con. À, nó không có bể tướng. À, đuôi càng nó mọc được đẹp, vẫy nó lên từ từ. Mình cho ăn mập quá cái vẫy nó lên rất là nhanh, nó mọc rất là nhanh để nó che cái thân đó. Dạ. Khi mà nó vẫy nó lớn nhanh quá nó che cái thân đó thì cái vẫy nó bắt buộc nó lớn theo. Dạ. Thì nó lớn theo cái vẫy nó không tích tụ được cái caroten để nó làm đỏ cái mặt vẫy. Dạ. Cho nên nó dẫn tới là cái màu nó nhạt. À, hay quá. Còn nếu như mình nuôi nó lớn bình thường từ từ theo đúng tuổi của nó thì cái tỷ lệ caroten nó tích tụ được trên mặt vẫy nó nhiều. Dạ. Thì cái hình thể nó sẽ đỏ, màu sắc nó sẽ tốt hơn. Cộng thêm yếu tố về đèn và về nước, đèn đủ và nước ổn định. Rồi quá hay luôn. Rồi. Là nó nói chung là nếu mình cho nó ăn vừa đủ như vậy mỗi lần nó gặp mình nó cũng gọi là năng động đúng hơn rồi, đúng anh. Đúng rồi. Chứ còn cho nó ăn mà dư giả rồi nó mập thay hay nhiều khi nó làm biến làm biến nữa nó nằm đó nó làm mất sự cuốn hút của mình. Đó cũng là một cái điều lưu ý anh em, giống như bên bò sát cũng vậy, nuôi ego quá nhiều người là cứ ép sai. Coi như nó là loài sinh hoạt ban ngày mà tối mở đèn cho nó ăn luôn để ép cho nó mau lớn các bạn, thì như vậy nó rất là có hại cho sức khỏe con bé, nó làm mà đảo lộn cái nhịp sinh học của nó ha, nó không có tốt đâu. Cho nên là đừng có ép sai, cứ cho nó lớn từ từ thôi. Con rùa cũng vậy, các bạn ép cho nó lớn nhanh quá cái xương khớp của nó không có phát triển kịp với lại cái cân nặng của nó đó, từ từ là nó bị coi như là suy thoái hết mấy cái khớp, nó đi không được, nó nằm luôn, nó làm biến luôn đó. Cho nên là con cá cũng vậy các bạn, nó ăn 10 thì cho nó ăn 7 thôi, để nó lớn từ từ, nó sẽ phát triển hết cái tố chất của nó ra, đồng thời nó cũng lanh lẹ năng động hơn, ăn nhiều quá mập làm biến. Dạ. Nãy em tính hỏi anh gì nữa nè, đảo qua kia cái em quên luôn. Con quyết này hình như nó cũng có cái loại thực phẩm cho nó lên màu đúng không anh? Thì cái gì cũng vậy, nó cũng có hai mặt. Ví dụ như mình cho nó ăn cái thực phẩm lên màu á, thì ở dòng cá rồng á, cái thực phẩm lên màu nó cá rồng nó không ăn bằng viên, không ăn thức ăn viên. À, cho nên người ta thường ta lấy thực phẩm màu đó, caroten, mấy cái chất chiết xuất người ta nhét vô dế thì ta cho nó ăn. Dạ. Nhưng mà khi mà hết thuốc thì nó lại tụt lại. À, tại vì vẫy nó là vẫy sừng. Dạ. Chứ không phải là vẫy của mấy cái loại như cá đĩa hoặc những như là cá coi hay gì đó, cái độ lên màu nó nhanh hơn. Còn con cá rồng nó vẫy sừng nó chậm lên, chậm lên lắm, nhưng mà khi mà thiếu thì nó lại tụt lại. Yeah. Cho nên nó hai mặt, cái lúc đó mình đi thi lúc ấy thì người ta sử dụng thuốc hồng bình thường, nhưng mà thông thường thuốc thì nó sẽ hại cho gan hơn cá. Dạ dạ đúng nên rồi, đa số là người ta sẽ không dùng thuốc. Yeah. Đúng rồi, xài thuốc là chắc chắn là phải hại hại gan rồi, hại gan hại thận rồi. Mà cái quan trọng nhất là chúng ta bị lệ thuộc cho nó. Đúng rồi. Bỏ một cái là nó tụt liền. Ở đây ấy, mình muốn chỉ cho anh em một cái nữa. Dạ. Thì giống như ở bên đây này là quá mối 4 số 9 ạ. Dạ. Thì là cái vảy của nó leo tín hàng 7 thứ 5 này. Dạ. Cái sáu nó cũng lên luôn và nó có chai đuôi, cái chỗ mà giữa cái vây này với cả cái lưng này. Dạ, dạ. Nó có những cái chấm nhỏ nhỏ nhỏ, dạ, đúng nó là chai đuôi.
chai đuôi. Ừ. Thì cái màu nó, cái viền nó vàng này, nó vẩy hàng thứ 5 leo kín này, hàng thứ 6 bắt đầu leo. Nhưng mà cái đầu nó không có màu vàng. Em quay từ trên thôi, nhìn cái đầu nó không có màu vàng. Cái đầu chỉ có sọc sọc vàng thôi. Dạ đúng rồi. Ừ, còn cái gọi full helmet á là bên đây này, là cái đầu nó vàng kín luôn. Đúng rồi. Nó gọi là full helmet. Thì cái lưng nó cũng lên hết màu luôn. Lưng nó cũng lên kín luôn. Đó, các bạn thấy rõ cái nguyên cái đầu nó vàng luôn các bạn. Vàng mà cái không đầu kín á thì nó gọi là full helmet. Còn cái đầu vàng mà nó không có kín á thì nó gọi là đầu vàng, gọi là golden head thôi. Dạ. Bây giờ mà kín cái đầu như vậy này thì nó gọi là full helmet. Dạ. Con nhỏ này nó cũng kín rồi này, cái đầu nó cũng lên kín này. Thì những cái loại mà quá bối hoặc là full helmet hoặc đầu vàng ấy, tốt nhất là nuôi full nền trắng. Nếu mà nuôi full nền đen mà lúc mà hoặc xanh lúc nó còn nhỏ thì nó sẽ bị đen luôn cái đầu đi, nó hỏng con cá. Nhiều người không biết cách nuôi về nuôi hay bị hỏng cái đầu nó đen đi là vậy. Nó cái thứ nhất ấy, là nước chỉ để khoảng 20 phân thôi, con cá còn nhỏ. Cái đèn cách mặt nước khoảng 30-40 phân để cho nó giữ được cái màu của con cá và cái leo vẩy nhanh. Còn nếu mà em để sát quá, cái đèn nó sát cái lưng con cá quá thì nó sẽ làm cháy cái lưng con cá và nó làm đen cái lưng con cá. Và không nên để trong khung đèn tối. Còn huyết long á, thì em nuôi khung đèn xanh hoặc khung đèn đen thì cũng được. Còn nếu mà nuôi khung đèn trắng á, thì cái vảy của nó sẽ sáng ra và nó lâu lên màu hơn là cái trong khung đèn tối. Để con cá này nó phụ thuộc vào cái môi trường xung quanh rất là nhiều. Cái khung đèn xung quanh. Anh em hôm nay cùng mình đi tham quan, được anh Long anh chia sẻ thì từng cái yếu tố trong cái cách nuôi nó đều quyết định đến cái độ đẹp của con cá, tới cách dưỡng con cá ha. Nói chung tất cả đều có nguyên nhân của nó, tại sao nuôi nền trắng, tại sao nuôi nền xanh, tại sao mực nước như thế này, đèn như thế này, nó đều có cái nguyên nhân của nó hết ha các bạn ha. Thì nếu mà chúng ta muốn nuôi con cá đẹp thì chúng ta cứ thử nghiệm làm theo cái này rồi chúng ta quan sát đó, chúng ta sẽ thấy cái hiệu quả của nó. Quá đẹp cái con full đầu vàng này, nhìn cái ống ánh nó đẹp ghê. Này mà cái không gian tối thì chỉ mở cái hồ này thôi thấy nó còn chắc còn lung linh nữa anh. Này chuẩn bị đi giao ha anh? Không, nó chuyển qua cái phong nền trắng ấy. Nó bỏ trong đây á, mấy con đầu vàng bỏ trong đây vài bữa nó đen cái lưng nó luôn, đen cái đầu nó luôn. Đây các bạn, này bỏ lộn hồ. Và bỏ qua cái hồ có cái phong nền trắng để cho bé nó kéo màu. Để vậy. Vẫn phải có cái nắp lưới để đậy đúng không anh? Đúng rồi, nhảy giữ luôn. Nhảy giữ luôn. Còn cá này nó có công năng gì không anh? Nó ăn rêu em, nó giống như cá lau kiến. À này, cá dạng cá lau kiến. Ừ, nó gọi là cá mèo. Cá mèo, cá dọn bể. Nó mút cái rêu á. Dạ. Đây, con này cũng dạng sóc hả anh? Ừ. Sóc gù rồi. Nó gọi là kinh sọt. Đây các bạn, hai con hai bên thì cái trạng nó tương đối giống nhau ha, nhưng mà con này nó dài hơn, còn bé bên kia nó ngắn hơn. Và cái đầu nó, hai con đều đầu muỗng hết. Đầu muỗng nhìn nó quậu hơn anh ha. Cái đó không phải đầu muỗng, cái lưng nó gãy á. À, lưng bị gãy hả? Ừ, cái lưng nó cong á, nó giống như kiểu kinh á. Cá rồng á thì mấy con mà lưng nó gãy như vậy nó gọi là kinh. Kinh ha. Ừ. Dạ. Còn đầu muỗng là cái lưng nó không gù như vậy. Cái đầu nó vảnh lên thôi. À, cái đầu vảnh lên. Thường thường người ta thích cái con sọc body hay là body dài anh? Sọc body thì nó mắc tiền hơn. Mắc tiền hơn. Nhưng mà tùy theo người thích. Có người người ta không thích ngắn. Có người ta thích bình thường thôi, còn có người thích ngắn. Nhưng mà cái con nào mà nó cứ đột biến, cái người nó ngắn hoặc là lưng nó gù lên thì nó mắc tiền hơn. Nó giá trị sưu tầm, nó độc lạ. Rồi ok các bạn. Hôm nay rất là vui và rất là coi như là mở mang được hiểu biết về cái dòng cá rồng qua cái chia sẻ của anh Long. Thì em cảm ơn anh Long rất là nhiều, đã coi như là
cho em tới đây tham quan cũng như là chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình với lại anh em Newbie. Thì mọi người có còn cái thắc mắc nào muốn tìm hiểu về cá rồng thì comment bên dưới ha, mình sẽ nhờ anh Long giải đáp cho mọi người ha. Ok, cảm ơn mọi người đã xem clip, cảm ơn anh Long rất là chào nhiều. Mọi người, bye bye, chào cả nhà.